Nhưng mà thật ra là ai nói gì thì mình làm đó, mình cứ bôi theo cái phác đồ thôi chứ mình không có hiểu. Nhưng mà thật sự ra là phương pháp nào cũng tốt, quan trọng là phương pháp đó mình dùng đúng, sử dụng những cái sản phẩm mà có hiệu quả liền nhưng mà lại gây hại hơn con người của mình. Thật sự ra cơ thể của mình đâu có cần những cái chất đó. Bởi vậy sao mà bây giờ càng ngày càng nhiều người bị bệnh lý về da. Nên là bây giờ đối với Kiều My là khách hàng sau khi điều trị xong là khách hàng sẽ trở thành một chuyên gia chứ không còn là Kiều My là một chuyên gia không nữa. Đó là những cái điểm khác biệt mà Kiều My đưa đến cho khách hàng trong cái quá trình mà mình chăm sóc và điều trị. Dạ, em chào chị Kiều. Em cảm ơn chị đã đến và tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Đây là cái lần đầu tiên mà em được gặp chị ngoài trời. Chị rất là đẹp luôn. Dạ. Em được biết là chị đã đồng hành cùng với Renskitter được 4 năm rồi. Và chị cũng là một người rất là đam mê làm đẹp từ nhỏ. Thì chị luôn muốn mang những cái phương pháp làm đẹp tự nhiên và an toàn. Vậy thì chị có thể giới thiệu cho các bạn biết về bản thân của chị và những dịch vụ mà bên mình đang được thực hiện không ạ? Chào em. Thì chị là CEO của Viện Thẩm mỹ Kiều My và đã thành lập từ năm 2018. Thì bên Kiều My thì có làm những cái dịch vụ như là phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da chuẩn vi sinh và những cái hoạt động về đào tạo. Thì Kiều My cũng đã có một thời gian là ở trong ngành thẩm mỹ rồi và hiện tại thì cũng đang đi theo xu hướng y học cổ truyền để mà mình mang lại cái nét đẹp tự nhiên cho khách hàng mà không phải dùng những cái hóa chất cũng như là những cái sản phẩm mà có hại cho con người của mình. Chị có nhắc về cái xu hướng y học cổ truyền đó, chị có thể nói sâu hơn một xíu về cái này không? Em nghe hơi bị là lạ một chút. Tức là xưa giờ mình làm đẹp đó, thì mình đã thường nghe tới ví dụ như là những sản phẩm từ hóa mỹ phẩm hoặc những cái chất mà nó sẽ có một chút gì đó gọi là nghiên cứu ra. Thì bản chất thì con người của mình thì thuần chất, họ không có cần những cái sản phẩm hóa mỹ phẩm đó. Thì sau một cái thời gian theo học y học cổ truyền á, thì chị mới đưa ra một cái phương án là mình sẽ sử dụng bằng công nghệ sinh học, là nó thiên hướng về những cái loại thảo dược quý, những cái cây cỏ của nước Nam mình, rồi cùng với những cái phương pháp về thiên về cổ truyền. Thì đó là những cái phương pháp về y học cổ truyền mà Kiều My đang ứng dụng vào. Và song song đó, bên cạnh mà làm da về phương pháp y học cổ truyền thì Kiều My cũng đi do những cái rất là truyền thống thôi. Ví dụ như bây giờ người ta sẽ thiên hướng hiện đại nhiều thì Kiều My quay về những cái thứ mà con người mình cần thiết thôi. Ví dụ như làm chân mày môi thì sẽ làm theo nhân tướng học để làm sao mà hài hòa mang đến nét đẹp tự nhiên nhất. Yeah. Vậy thì đang đi theo xu hướng y học cổ truyền như vậy thì chị có gặp những cái khó khăn hay là thách thức gì khi mà chị bắt đầu khởi nghiệp không chị? Thì với cái xu hướng này thì thật sự cũng là một cái xu hướng mới tại Việt Nam. Nhưng mà đối với nước ngoài hay là những cái hãng mỹ phẩm lớn thì cũng đã sử dụng cái công nghệ này rất là nhiều rồi. Vì là mới nên mình cũng cần có thời gian để mà mình có thể là truyền thông với khách hàng, để khách hàng biết về những cái công nghệ của mình, để mà khách hàng tiếp cận tới, thì đó cũng là một trong những khó khăn của chị. Đấy là cái khó khăn khi mà mới khởi nghiệp thôi hay là khi mà mình đã khởi nghiệp rồi và mình đang giữ nghiệp, mình đang giữ nghiệp chị? Thì trong câu chuyện khi mà mình mới khởi nghiệp thì mình có một cái lý tưởng riêng cũng như là mình đi khác với thị trường thì mình tất nhiên mình đã khó khăn rồi. Nhưng hiện tại để mà mình phát triển và mình giữ lại cái sự nghiệp của mình thì bản chất thì chị vẫn tin là mình có những cái điểm khác biệt. Thì khó khăn nhất vẫn là làm thế nào để cho khách hàng hiểu được mình. Thì câu chuyện này, câu chuyện nằm ở trong là câu chuyện marketing, để mà đưa những cái chất lượng dịch vụ của mình đến cho khách hàng biết. Đó là trong cũng là cái khó khăn trong cái câu chuyện mà giữ nghiệp của mình và phát triển cái sự nghiệp của mình. Dạ, vậy thì mình trải qua được cũng khá là lâu rồi á. Khi mà mình giữ nghiệp và mình giữ nghiệp một thời gian như vậy thì đâu là một cái kỷ niệm đặc biệt mà khiến chị nhớ mãi đến bây giờ? Thì thực chất ra thì trong suốt quá trình mà mình đồng hành với cái sự nghiệp làm thẩm mỹ này thì thật sự là mình cũng có rất là nhiều cái bước ngoặt, khó khăn cũng có, như mình trải qua những cái giai đoạn đại dịch Covid nè, rồi mình trải qua những cái giai đoạn mà mình từ người làm nghề học y xong lại chuyển qua làm nghề xong rồi lại chuyển qua học y tiếp, thì mình cũng khó khăn trong vận hành đội ngũ, cũng có rất là nhiều cái bài học. Thì đó là những cái kỷ niệm mà mình cảm thấy là mình có thể rút ra kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Những cái kỷ niệm đó có lẽ là nó không có gì quá lớn nhưng đối với mình nó là một cái hành trình. Hồi nãy chị có nói là làm theo phong thủy á chị, đúng không ạ? Cái phong thủy này có phải là kiểu mà mình làm xong cái tự nhiên mình có được một cái cặp chân mày mới, cặp môi xong cái mình giàu lên thì là mình có thêm tình yêu hay gì kiểu vậy không chị? Đó là bây giờ hiện tại em đang thấy là ở trên thị trường đúng không? Dạ. Có rất là nhiều nơi họ làm phong thủy kiểu là làm xong rồi trúng số, làm xong rồi giàu đúng không? Dạ, đúng có rồi. Câu chuyện đó đâu ha. Tức là làm theo phong thủy là cái gì? Là thuận lợi, là hài hòa. Và những cái người mà họ làm ăn không có tâm, họ dùng những cái điều đó để mà họ đánh vào cái lòng tin của khách hàng, họ
cổ xúy cũng như là họ vẽ ra một cái câu chuyện, một cái bức tranh cho khách hàng của mình. Nhưng thật sự về phong thủy thật sự thì là ông bà ta ngày xưa tới nay đã ứng dụng rồi. Ví dụ như hướng gió này, rồi chữa bệnh cũng chữa bệnh bằng bằng những cái hướng gió, hướng nhà. Thì trong phong thủy thì cũng có phong thủy gương mặt, phong thủy diện tướng. Thì cái người mà họ có học xong rồi có ứng dụng thì họ sẽ dùng những cái kiến thức đó để mà thiết kế được cho khách hàng của mình một gương mặt hài hòa và tự nhiên nhất. Làm thế nào mà mình đẹp, đúng không? Mình đẹp nhưng mà sau đó là mình sẽ thần thái hơn nè, mình tự tin hơn nè. Ví dụ như làm xong á, không có trúng nhà trúng xe, nhưng mà làm xong thì sẽ xinh đẹp hơn. Mà xinh đẹp hơn thì có thể là ngồi đây trò chuyện với em, được em mời đến đây, đúng không? Thì tự tin để mà nói chuyện với mọi người. Thì ngày xưa mình cũng không thể nào mình xinh đẹp như vậy, mà nhờ mình chọn đúng rồi mình có một cái diện tướng đẹp thì mình cũng có sự may mắn trong công việc. Và từ đó mình thăng tiến thì mình giàu có. Đó là cái phong thủy bên chị và ứng dụng nhân tướng học bên chị hoàn toàn khác với lại thị trường bây giờ. Cái này là ban đầu khi mà em nghe hai cái từ này em nghĩ theo cái kiểu mà thị trường đang VR bây giờ vậy, mà sau khi mà em nghe chị nói chuyện thì em mới hiểu sâu hơn được cái vấn đề này một chút. Nhưng mà hiện tại thì em vẫn thấy có rất là nhiều người họ đang thích theo cái kiểu là làm mày hay là môi gì nó phải đậm nè ha, hay là theo một cái style mà thần tượng của họ thích. Nhưng mà thực tế là khi mà mình đưa vào trong cái gương mặt của mình thì nó cũng không phù hợp. Nhưng mà nó lại rất là đang nổi, nó đang theo một cái trend xu hướng làm đẹp nổi như vậy. Trong khi đó thì bên Kiều My của mình thì lại là hướng theo cái cách mà nhân tướng học và theo cái phong thủy của từng đường nét trên gương mặt. Vậy thì chị có cảm thấy là mình đang đi ngược lại với xu hướng mà nó là một cái bất lợi cho Kiều My của mình không ạ? Ở ngoài thị trường thì các bạn thấy là rất là nhiều nơi họ làm những cái đôi chân mày rất là đậm, cũng như là những cái đôi môi rất là dày màu. Thì thật sự một cái vẻ đẹp thật sự cũng là một cái vẻ đẹp làm sao nó thật là tự nhiên thôi. Nhưng mà khi mà mình làm đậm như vậy, mình làm mà quá lố như vậy sẽ khiến cho nhân tướng của mình nó dữ hơn, và trong mình sẽ không còn tự nhiên và hài hòa nữa. Thì đối với chị thì xưa giờ chị luôn luôn tôn thờ những cái vẻ đẹp tự nhiên, cũng như là mình sẽ mang cái nét đẹp mà không bị gắn gượng quá đối với khách hàng của mình. Thì đối với chị định cái niềm tin đó nó luôn luôn mãnh liệt, nên chị không thấy có một cái sự khó khăn nào, mà mình lại đang thấy là mình đang có lợi thế hơn những chỗ khác. Chỉ ví dụ nha, một cái đôi lông mày tự nhiên thì khi gương mặt của mình nhìn vào nó sẽ rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát. Thì bây giờ hiện tại có rất là nhiều khách hàng đến với chị và hỏi để tư vấn và xin làm sao để một cái giải pháp nào đó để mình xóa được cái chân mày đậm đó, hay là mình có thể làm cho cái môi của mình nó đừng có dày màu nữa. Đó thì có nghĩa là mình đang phải đi xử lý những cái hậu họa của những cái trend đó. Chị nghĩ là trong tương lai khách hàng của mình cũng sẽ thông minh hơn để lựa chọn những cái nơi làm đẹp tự nhiên, để mà mình có thể là toát lên cái vẻ đẹp mà nó thần thái, mà nó đa phần là chị thấy những người mà họ càng xinh đẹp đó, thì họ luôn luôn là họ sẽ chọn cái style nhẹ nhàng. Nhìn nó tự nhiên nhất có thể luôn chị. Dạ, vậy thì đối với chị đã có nhiều kinh nghiệm như vậy rồi á, thì cái ca mà mình phải xử lý lại những cái kiểu mà khách hàng họ đã từng sử dụng dịch vụ ở nơi khác và họ không hài lòng và mình phải khắc phục lại cái những cái ca đó, nó sẽ khó hơn hay là những cái người khách hàng mà họ chưa từng sử dụng dịch vụ và họ muốn đến làm đẹp? Thật ra thì khi mà mình làm cho những người mà họ đã làm qua cái dịch vụ khác rồi thì chắc chắn sẽ phải khó hơn trong kỹ thuật. Nhưng mà bên chị thì luôn luôn tập trung vào kỹ thuật và tay nghề của chuyên viên, nên là cái việc mà nhận những cái ca khó đối với chị là không có gì khó khăn cả. Và khi mà những khách hàng đã bị làm qua mà nó bị hư, bị xấu như vậy rồi thì khách hàng có một cái tâm lý rất là thông minh. Khách hàng sẽ lựa chọn và khách hàng cũng biết được là đâu mới là chân lý của mình. Nên là ở đó thì đội ngũ của chị sẽ phục vụ được tốt hơn. Còn khách hàng mới thì về kỹ thuật thì chắc chắn sẽ dễ hơn rồi, nhưng mà đôi khi khách hàng vẫn chưa có định hình được cái phong cách của mình, cũng như là chưa biết là cái nào hợp với mình á. Thì về trong trải nghiệm khách hàng thì có thể người mà chưa làm bao giờ lại khó khăn hơn là người đã làm rồi. Đó là một cái chia sẻ nho nhỏ của chị trong cái hành trình làm nghề. Dạ, nhưng mà có một cái đặc điểm em thấy là ví dụ như là em chưa thực hiện phun xăm nhưng mà em đã sử dụng son môi cũng khá nhiều, thì nó sẽ gặp một cái trường hợp là cái màu son khi mà mình thích á, mình thấy ở trên hình nó thì nó là một màu khác, nhưng mà khi mà mình dùng ở trên cái môi trực tiếp của mình nó sẽ tùy vào trong cơ địa của mình mà nó ra một cái màu khác nữa, đúng không chị? Vậy thì nếu mà mình phun xăm mà mình gặp một cái trường hợp như vậy thì mình làm sao, mình có một cái quy trình xử lý như thế nào để cho khách hàng họ ưng ý và họ có được cái màu môi mà họ muốn? Về cái câu chuyện của em thì nó sẽ về là kỹ thuật, và khi mà mình hiểu về màu sắc á, thì mình sẽ xử lý được nó rất dễ dàng. Và khi nha,
Chị nói về một cái nền môi của mình, tại sao mà mình son môi á, thì thường nó sẽ ra cái màu chuẩn hơn, tại vì là nó không có hòa với cái màu sắc trên nền môi của mình, nhưng khi mình phun thì nó sẽ hòa vào. Nên là khi mà mình có một cái quy trình rất là kỹ càng ha, đối với Kiều My thì luôn luôn ưu tiên về vấn đề về kỹ thuật, và khách hàng phải gọi là phải hài lòng thì mới là cái đích đến của Kiều My. Thì khi mà em có cái nền môi bị thâm á, thì bắt buộc mình sẽ phải xử lý cái nền môi thâm đó để cho cái nền môi đó nó về một cái màu môi tự nhiên mà nó không còn bị thâm nữa, thì lúc đó em lên màu nó sẽ chuẩn cái màu mà em mong muốn. Còn nếu như mà màu môi em vẫn còn thâm mà em không xử lý thâm mà em lên màu luôn thì nó sẽ ra cái màu khác đi đó. Thì cái câu chuyện đó nó nằm ở chỗ là bạn có chọn được nơi có tâm để làm cho bạn hay không, và có đủ cái kiến thức tay nghề để làm cho bạn hay không. Có rất là nhiều nơi họ có PR tốt, họ có rất là nhiều cái thế mạnh, nhưng mà họ lại không có cái vấn đề cốt lõi về cái chất lượng dịch vụ. Nhưng đối với Kiều My thì Kiều My khẳng định luôn là Kiều My có một cái thế mạnh là chất lượng dịch vụ rất là tốt, bởi vì là chính chị là người đã ở trong nghề, người trong nghề và rất là tâm huyết với lại cái sản phẩm của mình. Nên là khi mà mình đưa ra một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ cho khách hàng thì mình cũng luôn luôn là đặt khách hàng lên trên, không đặt lợi nhuận lên trên. Vậy nên là khi mà khách hàng đến với Kiều My thì sẽ có những cái trải nghiệm nó rất là thực chất là như vậy. Thì cái đó là về môi, còn bây giờ nói về mày một xíu đi ha chị. Thì em thấy hồi đó là có một cái thời gian nó rất là thịnh theo cái kiểu là chân mày là phải đậm, mà kiểu là đậm thì là đậm cho mình, không còn quan tâm là người ta có thấy được cái sợi chân mày hay không, chỉ cần là nó có màu là được rồi. Còn bây giờ thì cái chân mày khách lại yêu cầu là muốn trông thiệt là tự nhiên, mà kiểu là phải thảy từng sợi trên chân mày, đúng không chị? Thì khi mà cái xu hướng làm đẹp thay đổi thì bắt buộc là bên mình cũng phải thay đổi để cho theo đúng theo cái yêu cầu của khách. Vậy thì bên mình làm sao, bên Kiều My làm sao mà có thể cập nhật được những cái kỹ thuật hay là nâng cao được tay nghề của bên chuyên viên bên mình chị? Tức là ở mỗi cái thời điểm thì khách hàng sẽ có những cái nhu cầu khác nhau, và cái công nghệ nó cũng sẽ khác nhau theo tùy thời điểm. Ví dụ như ngày xưa khách hàng chỉ cần có màu là được, nhưng bây giờ khách hàng lại ưu tiên cái sự tự nhiên cũng như là công nghệ phải cao. Thì đối với Kiều My thì lúc nào cũng sẽ là cập nhật công nghệ cho các bạn đi học thường xuyên nè, cũng như là chính chị cũng sẽ là người đi cập nhật công nghệ để mà mình về mình có thể train in đội ngũ cho các bạn. Thì về cái vấn đề mà thay nghề thì lúc nào mình cũng sẽ đưa lên hàng đầu. Nên là các bạn chuyên gia sau khi thời gian làm cho khách thì buổi chiều lại các bạn phải thực hiện luyện tập trên da giả, cũng như là cập nhật những cái công nghệ mới trong cái khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Thì lúc nào mình cũng được luyện tập như vậy thì mình sẽ không sợ là mình lỗi thời. Và một trong những điều mà khiến khách hàng quan tâm đến những cái nơi làm đẹp chính là cái sản phẩm và cái công nghệ làm đẹp. Thì Kiều My đã có những cái tiêu chí gì khi mà mình chọn cái nguồn sản phẩm hay công nghệ làm đẹp chị? Chẳng hạn như hiện tại là em thấy bên Kiều My đang hướng theo cái việc là công nghệ vi sinh, đúng không ạ? Vậy thì đâu là những cái tiêu chí để chị chọn cái công nghệ đó hay là cái sản phẩm đó cho cái Kiều My Beauty Center? Trong cái thời đại mà càng ngày càng hiện đại hóa như thế này thì trong cái quá trình của mình đã làm nghề thì mình cũng đã trải qua và học hỏi rất là nhiều. Thì sau khi mà mình đúc kết được cái kinh nghiệm thì mình cảm thấy là con người của mình lúc nào cũng chỉ cần những cái cần thiết thôi. Ví dụ như da của mình thì nó sẽ cần vi lợi khuẩn chứ nó không cần những cái hóa chất. Thì khi đó thì chị mới đưa vào những cái sản phẩm mà nó có lợi cho da của mình, thì chị mới đi theo cái hướng công nghệ sinh học. Còn khi mà lúc trước đây thì rất là rầm rộ những cái mà mình liên quan đến hóa mỹ phẩm đó, nhưng mà thật sự là hóa thì nó chỉ có điều trị chứ nó không thể nào nó nuôi dưỡng tận gốc. Nên là khi mà hiểu được là con người mình cần cái gì thì chị mới chuyển đổi cái mô hình để mình có thể là không có hại cho con người này. Ví dụ như mực sử dụng cũng vậy, chị sẽ sử dụng những loại mực mà không chứa chì, không chứa thủy ngân, không chứa tạp chất, để giúp cho cái sức khỏe là quan trọng nhất mà. Thì khi khách hàng đến với Kiều My thì lúc nào Kiều My cũng sẽ quan trọng về cái tính lành tính và sức khỏe của khách hàng hết. Thì bên cạnh những cái yêu cầu về sản phẩm chất lượng, công nghệ hiện đại hay là những yêu cầu chuyên về mặt kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên bên Kiều My, thì chị có những cái tiêu chí nào cho đội ngũ nhân viên bên mình để cho mang đến một cái trải nghiệm làm đẹp mà chất lượng nhất cho khách không ạ? Về đối với đội ngũ của Kiều My thì có ba cái tiêu chí lúc nào Kiều My cũng đưa lên hàng đầu. Đầu tiên đó là trung thực và minh bạch, thứ hai là tận tâm, thứ ba là yêu thương. Tại sao có ba cái yếu tố này? Tại vì nếu như mà một người không có tinh thần yêu thương thì sẽ không bao giờ ở trong đội ngũ của Kiều My. Và đối với Kiều My thì đến với Kiều My sẽ không có cái câu chuyện mà lừa dối nè, cũng như là chèo kéo rồi nói một đằng mà làm một nẻo. Có nghĩa là đối với Kiều My là nói là như vậy thì sẽ là như vậy. Ví dụ như Kiều My nói bán cái giá này với lại 1.050.000 thì đến đó cũng sẽ có cái giá 1.050.000, chứ không phải giống như những nơi là 499 xong rồi đến là không có đâu, không có giá đó đâu, làm cái đó rất là xấu lắm. Rất là nhiều cái đơn vị đã làm, nói chung là cũng ảnh hưởng đến lại thẩm mỹ của mình rất là nhiều. Thì
về cái tính minh bạch nè, cũng như là sẽ yêu thương đồng đội với nhau nè, rồi mình sẽ tận tâm. Tức là đối với Kiều My thì không có những cái cơ sở vật chất bằng những cái nơi khác đi, nhưng luôn luôn mà đội ngũ sẽ tận tâm và mang những cái điều tốt đẹp nhất cho khách hàng của mình, và lúc nào chị cũng sẽ đưa ba cái yếu tố đó lên hàng đầu hết, và đào tạo nội bộ cũng nào phải như vậy. Vậy một trong những cái điều mà quan trọng làm cho khách hàng biết đến mình đó là qua những cái kế hoạch truyền thông. Thì hiện tại em thấy cũng có, như chị nói, có rất là nhiều cái nơi làm đẹp mà họ PR rất là lố luôn, xong rồi họ chèo kéo khách rồi họ upsell nữa, nhưng mà khi mà khách thực hiện dịch vụ hầu như là nó không có đạt được cái chất lượng như là khách mong muốn. Xong rồi khách lên trên mạng, khách bóc phốt rất là nhiều, xong rồi lại bắt đầu có cái cuộc cãi vã giữa bên khách hàng nói như thế này nhưng mà bên đây lại là thực hiện thế này, rồi bắt đầu xung đột lẫn nhau. Vậy thì cái điều đó là một trong những cái mà ảnh hưởng bên cái mặt truyền thông, đúng không ạ? Vậy thì chị có những cái yêu cầu riêng biệt gì cho những cái hoạt động truyền thông marketing ở bên Kiều My không ạ? Đối với bên mảng truyền thông á, thì Kiều My cũng có đồng hành với Brand Creator và luôn luôn là có một cái tiêu chí là lúc nào mình cũng sẽ trung thực. Tức là những cái vấn đề mà mình nói lên á, lúc nào cũng sẽ không được nói quá. Thì những cái bạn content bạn sẽ hiểu là Kiều My luôn luôn là đòi những cái gì nói thiệt, và nói thế nào mà nó không cần phải hoa mỹ quá, mà nó phải có dẫn chứng. Lúc nào Kiều My cũng sẽ bắt đầu, chị Kiều bắt gì phải có dẫn chứng và phải có cơ sở khoa học. Tức là khi nào mình nói cái gì hay mình làm cái gì cũng phải có cơ sở khoa học. Mình không cần phải nói vòng vo xong rồi mình đánh vào tâm lý khách hàng gì hết, mà mình phải chứng minh cho khách hàng thấy là tôi nói thật như vậy. Và khi mà mình có điểm khác biệt như vậy, khách hàng sẽ tự cảm nhận thấy. Tại vì bây giờ khách hàng mất lòng tin nhiều lắm, nhưng mà khách hàng lại quên mất là Kiều My là một người rất là nói thật, nhưng mà khách hàng chưa biết đến. Thì cơ duyên nào mà chị biết đến Brand Creator vậy chị? Thì đối với gần 10 năm hành trình làm thẩm mỹ spa thì chị cũng đã tự học nè, tự đi học rất là nhiều, cũng như là cũng thuê đội rất là nhiều đội, cũng như là cũng có những cái đội in-house. Thì câu chuyện là chiến lược và định hướng thì có một thời điểm thì chị cũng bị gặp những cái công ty mà họ không có được ok lắm, tức là mất lòng tin với những cái đơn vị outsource bên ngoài. Thì đợt đó là chị đi một cái hội doanh nhân, tức là đi giao lưu ở trong một cái hội doanh nhân, thì có gặp CEO của bên Brand Creator. Thì trùng hợp cái là hiểu duyên thì chị học CEO 75 thì anh ấy học CEO 74, tức là ảnh là đàn anh của chị. Thế là từ đó mới biết nhau, và rất là lâu thời gian chị tìm hiểu công ty của mình thì mới đưa ra quyết định là sẽ đồng hành. Thực ra là chị cũng là một người khá là khó tính, hình như là cũng tìm hiểu được 3-4 năm gì đó thì chị mới bắt đầu làm việc với bên mình, mặc dù là bạn. Sau đó là chị cũng có đăng ký những cái khóa học của bên Brand Creator. Thì chị cũng là một người kiểu muốn biết nhiều hơn mà, nên là bây giờ là vừa là khách hàng vừa là học trò, đồng hành với nhau trong suốt thời gian vừa qua. Thì vừa là khách hàng mà cũng là vừa là học trò, thì chị cũng tham gia luôn cả những cái khóa học và những cái dịch vụ của Brand Creator rồi. Thì chị có thêm những cái feedback nào về dịch vụ của Brand Creator không? Cái giai đoạn chính này nè. Thì về khi mà mình vừa là khách hàng vừa là học viên, vừa tham gia những cái hoạt động của Brand Creator tổ chức, thì đối với Kiều My thì cũng có một vài cái đánh giá. Thì thứ nhất là về tính chuyên nghiệp, tức là về kế hoạch và chiến lược của bên công ty mình thì rất là ok. Tức là mình nói được, mình làm được, tức là mình không vẽ vời. Tức là chị đánh giá cao ở câu chuyện không vẽ vời mà nói được và làm được, và kế hoạch rất là rõ ràng, deadline lúc nào cũng sẽ rất là khít. Đó, cái điều quan trọng của một cái công ty mà outsource bên ngoài là như vậy. Đôi khi mà chị bận quá mà chị không dí deadline của mấy bạn, mà mấy bạn dí ngược deadline của chị, tức là chị cảm thấy là ok, tại vì là chị cần những cái đơn vị như vậy để mà họ đồng hành và luôn luôn là sâu sát cùng với mình. Thì đúng với lại cái câu mà Brand Creator luôn luôn truyền thông, đó là trở thành quản gia của mọi doanh nghiệp, thì chị nghĩ là công ty của mình cũng đang đi đúng với lại cái gọi là cái câu đó là gì ta, là tự nhiên quên khẩu hiệu hay là cái gì đó, slogan, sorry mọi người, slogan tự nhiên quên nghe đó. Thì khi mà lý tưởng mình đặt ra thì mình làm được, đó là một điều rất là tuyệt vời. Mình quay trở lại một xíu với dịch vụ làm đẹp của Kiều My Beauty Center, thì em thấy là có nhiều khách họ không hiểu được cái vấn đề làn da của mình, và họ bắt đầu là họ sử dụng những cái sản phẩm vô tội vạ luôn, ai nói cái gì thì họ làm, họ sử dụng cái đó, rồi họ cũng điều trị ở nhiều nơi, nhưng mà càng điều trị thì cái tình trạng da của họ càng tệ đi. Vậy thì đâu là sự khác biệt của Kiều My Beauty Center để giúp cho khách hàng có được một cái làn da như ý của họ muốn, rút ngắn được cái thời gian tái sinh và điều trị? Câu chuyện thì khách hàng bây giờ ai cũng giống ai
luôn. Thật sự nếu như không đi sâu vào chuyên môn, không phải là những người bác sĩ, những người chuyên gia, thì họ rất là hiểu mông lung về câu chuyện chăm sóc da. Gọi là ai nói gì thì mình xài đó, và mình không có cái kiến thức để mà mình tự chăm sóc cái làn da của mình. Chính chị ngày xưa cũng như vậy, trong khi ngày xưa chị đã từng làm bệnh viện da liễu nè, từng làm phòng khám da liễu nè, rồi đi đồng hành rất là nhiều cái liệu trình luôn. Nhưng mà thật ra là ai nói gì thì mình làm đó, và mình cứ bôi theo cái phác đồ thôi, chứ mình không có hiểu. Nhưng mà thật sự ra là về phương pháp nào cũng tốt, nhưng mà quan trọng là mình phương pháp đó mình dùng đúng và dùng phù hợp ấy. Thì câu chuyện khác biệt của bên Kiều My là mình sử dụng công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ vi sinh, và mình sẽ chuyển hướng qua một cái hướng mới hoàn toàn, là cái hướng xu hướng mới của thế giới. Những cái sản phẩm mà về em có biết về sữa chua không? Men vi sinh đường ruột. Men vi sinh. Thì câu chuyện ở trên làn da của mình cũng có những cái vi lợi khuẩn đó, và đường ruột cũng vậy, trong cơ thể của mình thì cũng cần. Thì khi mà đến với Kiều My thì sẽ được soi da. Soi da thì em sẽ biết được da của em thuộc da gì, các cái tầng da của em đang bị vấn đề gì, và Kiều My sẽ hướng dẫn cho em từng cái cụ thể nhất để em tự biết, để em chăm sóc cái làn da mình một cách đúng nhất và lựa chọn sản phẩm như thế nào. Ví dụ có nhiều người họ sử dụng, ví dụ như họ sử dụng là serum đi, nhưng mà lại sẽ sử dụng những cái serum mà nó có chứa chất tạo sệt này, chất tạo mùi này, thì thật sự ra cơ thể của mình đâu có cần những cái chất đó. Bởi vậy sao mà bây giờ càng ngày càng nhiều người bị bệnh lý về da, cũng như là bị ca da đó thì rất là nhiều luôn. Tại vì là trong những cái sản phẩm mỹ phẩm á, những cái hóa đó, họ sử dụng những cái sản phẩm mà có hiệu quả liền nhưng mà lại gây hại cho con người của mình. Nên là bây giờ đối với Kiều My là hướng dẫn cho khách hàng luôn, là khách hàng sau khi điều trị xong là khách hàng sẽ trở thành một chuyên gia, chứ không còn là Kiều My là một chuyên gia không nữa. Đó là những cái điểm khác biệt mà Kiều My đưa đến cho khách hàng trong cái quá trình mà mình chăm sóc và điều trị. Dạ, vậy thì có nghĩa là những cái khách hàng khác nhau thì mình sẽ có được những cái liệu trình điều trị khác nhau. Vậy thì ngoài cái sản phẩm là về cái sản phẩm liên quan đến công nghệ vi sinh, thì chị có đầu tư về máy móc thiết bị nào để giúp cho quá trình mà mình chăm sóc da tại Kiều My Beauty Center được hấp thu tốt không? Bên cạnh là mình đi theo thiên hướng sinh học và y học cổ truyền, thì mình cũng cập nhật những cái công nghệ cao, chứ không phải là mình đi về y học cổ truyền thì mình sẽ bỏ qua những cái vấn đề máy móc công nghệ cao. Thì ví dụ như máy laser hay là máy HIFU, những cái máy mà đời cao cấp nhất trên thị trường, thì Kiều My cũng cập nhật về để mà mình hỗ trợ cùng với công nghệ của mình. Ví dụ như mình có sản phẩm tốt rồi nhưng mà mình có thêm công nghệ thì nó sẽ thúc đẩy cái quá trình điều trị nhanh hơn, chăm sóc nhanh hơn. Ví dụ như bình thường mình chăm sóc mình bôi thoa thôi thì nó phải mất đâu đó là tầm 3 đến 6 tháng, nhưng khi mà mình có công nghệ vô thì mình sẽ chỉ còn mất đâu tầm 2 tháng là đã hoàn thành cái điều trình điều trị của mình, chăm sóc của mình rồi. Vậy thì những cái máy đó nó có những cái chức năng đặc biệt nào mà giúp cho cái thời gian điều trị của mình rút ngắn hơn được như vậy được chưa? Khi mà mình sử dụng những cái công nghệ cao á, thì những cái máy ví dụ như máy laser đi, thì nó sẽ có những cái bước sóng là giúp mình phá vỡ những cái sắc tố từ bên trong trung bì. Ví dụ như bình thường thì mình chỉ có thể là tác động ở bên ngoài thôi, nhưng mà khi mà những cái công nghệ cao đó họ đưa vào thì nó phá vỡ những cái sắc tố ở bên trong tầng sâu luôn, nó hỗ trợ rất là tốt. Thế vì mình cập nhật những cái công nghệ cao đó có thể là tốn khá là nhiều chi phí, nhưng mà nó vẫn sẽ hỗ trợ cho mình, mình sẵn sàng để mình nhập về để mang lại hiệu quả tốt cái khách hàng, đúng không chị? Thì với phương châm làm đẹp là làm đẹp từ tâm, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thì những cái hoạt động nào của Kiều My Beauty Center đang thực hiện mà theo đúng cái phương châm tốt gỗ hơn tốt nước sơn này vậy chị? Đối với Kiều My thì những cái sự kiện mà Kiều My làm á, thì nó sẽ xung quanh với khách hàng, cũng như là mình lúc nào cũng tập trung vào khách hàng thôi, mình không tập trung vào những cái ví dụ như là thuê ca sĩ hay là những cái hoạt động nào mà nó không có bám sát với khách hàng của mình, cũng như là những cái hoạt động truyền thông thì mình cũng sẽ nói gần gũi nhất để khách hàng có thể hiểu rõ và khách hàng lựa chọn. Và những cái buổi ví dụ như là workshop này, những cái buổi mà chia sẻ kiến thức để mà khách hàng của mình có những cái kiến thức nhiều hơn vào việc chăm sóc rồi lựa chọn. Và bên cạnh đó thì chị cũng đang đi theo thiên hướng là đông y, thì cũng chăm sóc từ bên trong, thì mình đẹp từ bên trong luôn. Về để mà phục vụ khách hàng được tốt nhất thì Kiều My cũng chỉ giới hạn cái số lượng khách hàng hàng ngày mình phục vụ. Tại vì thật ra thì nếu như mà mình nhận quá nhiều khách hàng trong một ngày á, thì mình không thể control cũng như là mình chăm sóc được kỹ càng cho khách hàng, thiết kế riêng cho khách hàng được. Nên là bản chất lúc nào Kiều My cũng ưu tiên là mình đặt lịch trước để mà mình có thể phục vụ khách hàng được tốt nhất. Trong cái quá trình mà mình chăm sóc, ngay cả việc là mình chăm sóc da thì cũng sẽ có phác đồ riêng và có chuyên gia đi cùng mình một một. Nên là cái việc mà mình có không thể mà mình tuyển dụng quá nhiều nhân sự được. Có những cái cửa hàng thì họ sẽ có rất nhiều nhân sự, nhưng đối với Kiều My thì cốt lõi mới là quan trọng. Nên là các bạn mà muốn làm cho khách hàng á, thì ít nhất phải có từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm, thì những cái bạn đó thì rất là ít. Mọi người sẽ thường hỏi là ủa sao phải đặt lịch, tại sao không tuyển nhiều người vô đi. Nhưng cái điều quan trọng là cái này nó phụ thuộc vào tay nghề chứ nó không phụ thuộc vào máy móc. Nên là khi mà mình nhận những cái đơn hàng đó, nhận khách hàng về thì cũng phải đảm bảo chất lượng. Nên là một ngày chỉ có thể nhận tầm 4-5 khách là hết.
Nhưng mà như chị nói là những cái kinh nghiệm của master thì phải là từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm, nhưng mà theo như cái thông tin ngoài lề em được biết một xíu là khi mà các bạn mà đã từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm, các bạn lại thường ra muốn làm riêng hơn đúng không chị? Họ bắt đầu họ muốn là mình có kinh nghiệm rồi, mình bắt đầu mình làm riêng được rồi, mình không muốn làm ở trong một cái nơi nào khác nữa. Vậy thì đâu là cái chính sách để cho chị giữ được cái nhân viên của chị đó là Thật ra chị là một người đào tạo nghề thì những cái bạn mà chị đào tạo ra và chị nuôi dưỡng thì đa phần là các bạn cũng sẽ có những cái kiến thức mà mình truyền đạt được, và bạn cũng có những cái phần mà các bạn sẽ ra làm riêng. Nhưng mà thật sự ra bây giờ thị trường nó rất là khắc nghiệt, và không phải là mình có mỗi tay nghề là mình có thể làm được, mà mình cần rất nhiều yếu tố hội tụ, ví dụ như là quản lý nhân sự nè, rồi quản lý lương nè, rồi mình lại làm marketing như thế nào. Trời, tới bây giờ chị cũng phải đau đầu về marketing mà, thì đâu phải là đơn giản đâu. Nên là có những bạn mà họ chỉ giỏi nghề thôi, họ không có giỏi về quản lý cũng như là họ đào tạo được thì họ sẽ không có ra làm riêng. Thì trong về cái chế độ thì mình tạo một cái môi trường làm sao hòa đồng nè, cũng như là mình yêu thương và mình đãi ngộ tốt với các bạn thì các bạn sẽ đồng hành cùng với mình. Có một điều đặc biệt là đối với Kiều My thì các bạn đồng hành rất là lâu và các bạn cũng không nỡ rời đi, tại vì các bạn rất là mong muốn đóng góp. Thì chị nghĩ là cũng là từ cách mà mình đối 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 đãi với nhau, với nhân viên của mình thôi. vừa là một CEO rồi lại có thêm một học viện nữa thì công việc của mình cực kỳ nhiều luôn, làm sao mà chị có thể cân bằng được giữa công việc với lại cuộc sống cá nhân mà để cho mình vừa có được công việc tốt mà lại cũng đảm bảo cuộc sống cá nhân mà vẫn xinh đẹp như thế này chứ? Thật ra thì nếu như mà mình đã gọi là mình hoạch định ra thì mình sẽ phải phân việc á, thì chị cũng có những cái cộng sự rất là đắc lực, thì các bạn cũng đã được đào tạo và các bạn đồng hành cùng với Kiều My, chứ không phải một mình chị làm. Nên là khi mà mình có một cái cộng sự cũng như là một cái quy trình chuẩn chỉnh như vậy thì các bạn vào, các bạn sẽ tự biết các bạn phải làm cái gì, thì vẫn có thời gian để đi học nè, rồi đi làm nè, rồi vẫn có thời gian để tập thể dục đó. Nói chung là chị vẫn có đủ thời gian hết, tức là sáng chị sẽ đi tập thể dục, xong rồi tối chị vẫn đi học thêm bên y học cổ truyền. Thì về việc quản trị thì cũng có một vài các bạn chủ chốt sẽ hỗ trợ cho mình. Thì trước khi mà kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay, chị Kiều có thể chia sẻ thêm những định hướng hay là kế hoạch của Kiều My Beauty Center trong thời gian sắp tới không chị? Đối với Kiều My thì sắp tới thì cũng sẽ cố gắng làm sao để mà có thể là đưa lại cái chất lượng dịch vụ tốt hơn đối với khách hàng là điều quan trọng nhất. Kiều My cũng không mong muốn là sẽ quá quá nhiều chi nhánh, nhưng mà quan trọng là tối ưu được cái dịch vụ, mang lại cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đó là cái niềm tự hào mà Kiều My luôn luôn là đặt lên hàng đầu. Em cảm ơn chị Kiều đã cho em và mọi người hiểu thêm về những thách thức của chị Kiều và thấy được cái sự khó khăn của Kiều Beauty Center khi mà đi theo hướng làm đẹp bền vững, tốt cổ bằng tốt sơn. Em xin chúc chị và Kiều Beauty Center thêm ngày càng lớn mạnh hơn, mang đến cho khách hàng có những cái dịch vụ trải nghiệm làm đẹp chất lượng nhất ạ. Dạ, cảm ơn chị.